Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Tình Quê Miền Tây. Hôm nay nhóm có chuẩn bị là một mớ rau lan với đậu bắp, với hổ qua, với tiêu xanh, với củ cải cà rốt. Một lát mình làm một món là cơm cháy kho quẹt nha cả nhà. Ở đây làm cơm cháy kho quẹt gồm có tấp mỡ, với cái này là thịt ba gọi hả Quang? Dạ ba gọi. Còn ở đây thì Nguyên đang chuẩn bị đi nấu cơm. Hồi đem đi nấu cơm, hồi em làm cơm cháy. Dạ, cái đó là quan trọng nhất cho cưng đó nghe Nguyên. Cái đó là phải nấu cơm cho nhão nhão nha Nguyên. Dạ. Cái này hồi mình luộc sơ qua, đặng cho cái rau với này kia nó còn chất dinh dưỡng lại nhiều. Nước để nước sôi thiệt thì sôi luôn. Mình để vô là. Còn bên đây thì chú Sáu đang đi cắt một mớ mướp non nha cả nhà, đang thôi luộc. Mướp thiệt non này ha. Dạ, mướp đĩa đó chú Sáu. Cái mướp này để nấu canh, mướp dạ. Này mới ngon nè. Còn cho có trái ngoài trứng giữa này ngon quá nè. Ừ, nó non non vậy đó. Trái đó khó vẻ ha. Ê, cày chú Sáu ơi. Cứ chừng xuống. Được không, chú Sáu ướt quần á. Không. Trời, chú Sáu cao thiệt. Trái đó là đúng ngon luôn á chú Sáu. Ngon chứ, cái trái này để nấu canh, chứ nó bự rồi. Dạ, cái đó là ngọt ngay ha. Cái đó mà cắt xuống cái mình luộc cái ngọt lắm. Nhiều trái quá trời luôn. Dạ. Dạ. Ba trái đó đủ rồi chú ơi. Đủ không? Dạ đủ rồi, ba trái đó gọn đây mình còn rau đồ nhiều lắm. Trời nó bò nóc nhà. Dạ. Rồi rau đang ngon quá trời non ha. Anh thấy rau lan này kém liên tưởng với con thỏ ta. Cái gì rau lan? Ờ, con thỏ ăn rau lan hả? Rau lan hay rau muống? Rau lan gì cũng được. Rau lan rau muống á. Ừ. Thỏ phải ăn mấy đó lắm. Ừ. Mà em nghe nói thỏ hình như nó không có cho nó uống nước được không anh Hoàng? Nuôi nó hả? Anh có uống gành. Với lại rau mà cho nó ăn có trúng con sâu là chết ngắt. Có lông á, rau có lông là nó ăn được á. Nó bị dễ bị bệnh lắm. Ừ. Phải không? Ồ, Nguyên tăng cường thêm mồi đó kìa. Dạ, ồ, cái bông bông xua đũa bà hả mình trồng vì hôm nay có thu hoạch rồi nè. Không để nó nguội á. À. Còn ha. Quang thực có thử ăn cơm trái kho quẹt không? Dạ có anh. Cái đó là khỏi cần gì hết chỉ cần tấp mỡ thôi nè. Tấp mỡ thôi ha. Dạ, tấp mỡ này thôi là làm cho là ăn ngon rồi. Ừ. Cái này thường thì làm cơm cháy kho quẹt thì người ta có tấp mỡ với thịt ba gọi với thêm một miếng gọi là tôm khô á. Đúng rồi. À, mà ở đây mình không có tôm khô thì mình chế đi ha. Dạ. Nội như đây tấp mỡ không mà ăn dư sức rồi. À. Rồi bên đây thì Nguyên với Quang cũng đang chuẩn bị công tác đang làm cơm cháy cả nhà. Cơm cháy khổng lồ. Chiên to khổng lồ. Cái này thì mình nấu cơm ra xong rồi để cơm hơi nhão á. Xong rồi mình để lên chảo rồi mình nhúng một miếng nước lên mình cán lên cả nhà. Khô quá, khô quá nó không dính. Còn phải có nước cán. Nước nó bị trơn. Ừ. Này lát mình làm xong cái mình cạo ra bớt cho nó dính á. Ừ. Bắt cái bếp lên cho nó dính xong mình cạo ra bớt. Cái này là hồi là mình làm bằng cái bếp than phải không? Cái bếp cũ mình đúng không? Bếp cũ đó là đều luôn á. Lửa nhiều, bếp ga rửa nó không đều, nó không có tràn lên nhanh nữa. Ừ. Còn bên đây thì Nguyên cũng đang sắp cắt đầu ra đang ngồi chuẩn bị luộc luôn. Đầu này ngon quá trời, mình để giỏ ha. Để giỏ luôn, ăn cái ngon. Để giỏ luôn được á. Dạ, dạ. Mớp này để giỏ luôn. Mớp này non quá chú Sóc. Để giỏ cho nó vừa. Để chú giỏ này vừa. Mình cái này thôi là thấy cũng thấy hấp dẫn rồi nè. Giờ nước sôi nghe cả nhà. Giờ chuẩn bị luộc rau han thôi kia nó rửa chén rồi. Cho miếng muối với miếng chanh. Chanh này mình để nặng vô để làm gì? Cho nó đừng có đen đồ nè. Rồi. Mình luộc từ món đi chứ để đúng rồi, cái này luộc chung có nhiều khi cái cứng á, cái cứng cái mềm. Hai cái này chắc cứng được quá. Cái đó cùng luôn. Cà gót này chắc chín trước á. Vớt ra.
Vô cần gót vậy chứ. Thấy bầu cũng chín trơn rồi đó nghe. Không, bầu chưa chín không, tới hôm qua rồi mới tới bầu. Chừng nào hơi trong. Này vừa chín nó ăn nó mới ngon. Mềm quá nó gục hết trơn à. Chín quá nó gục. Này là mẻ thứ hai nha cả nhà. Nó vừa chín tới. Cái này đậu với bắp đậu non ha. Bắp non. Dưa mốt. Cà bắp. Rau lan sau cùng. Rau lan mau lắm, để vô cái lấy ra liền. Giờ là rau lan này non quá non ha. Quá trời non. Cho rau lan chút rồi, để cái bông sô đũa. Sô đũa vô sao? Tại vì con đũa mềm, mau mềm hơn. Rau lan này đừng để chín quá nha. Chín quá nó cũng không ngon. Này mình giống như mình trụng sơ trụng qua sơ. Cái rau lan này ăn mẫu lắm à. Được. Nhưng mà mẫu thôi. Tại mình phải trụng sơ một chút. Rồi giờ tới công đoạn là bắt đầu mình làm cơm cháy hả Nguyên? Dạ. Cái này chút xíu nó Nguyên cho thêm một mớ nước cốt dừa vô nữa nghe cả nhà, để cho nó hơi béo béo cho nó ngon. Để nó gáo gáo cái em cho vô miếng nước cốt thì nó thấm vô. Đảo đều vậy đó, cho nó chín nó vàng đều. Cái này thường tay để đảo ha. Dạ. Cây tự chế của em. Nước cốt hả? Dạ. Đây là mình làm mỏng một lớp hả? Dạ. Đúng rồi. Hồi cái thấm mình làm một lớp nữa. Hồi ăn béo. Nước cốt dừa vô anh nghe mùi thơm chưa? Xoay chảo đảo. Khâu này là quan trọng lắm đó nghe Nguyên. Chiều nay no hay đói là do em đó. em đừng để cho mà biết bao nhiêu người mà nhìn đây là em với một cái ánh mắt khác nha. Em sợ là mắt trắng hay mắt nâu đây nè. Này chắc cũng thấp vàng hả Nguyên? Dạ thấp vàng đây nè. Không biết có thành công không á. Em thấy nó chóc rồi nè. Ừ, nó chóc rồi đó. Nó phồng phồng kìa. Ừ. Anh thấy vậy được rồi đó Nguyên ơi, kinh xuống đi. Em nhắc qua. Nhắc cho nguội đi cái nó chóc kìa. Đợi xíu đi cho nó nguội cái là. Cái này phần hôm nay nó chóc trước rồi nè. Có hé 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 nhìn nó chứ. Hé đâu có được đâu. Cái này làm hên xui luôn nè chứ. Này mỏng quá mà hé nó gãy, hồi nguội cái em hé mới được. Vàng chú Nguyên. Vàng rồi. Rồi về xếp lại đi. Em xếp lại. Giòn kìa. Giòn quá giòn nè. Oh. Oh, oh. Quá hấp dẫn. Đây. Ôi trời, còn nóng. Lần đầu làm gì cũng được rồi. Quá kinh nghiệm rồi đó. Rồi. Tỏi với hành nãy giờ mình cũng phi nó xong rồi. Chứ mình cũng nó màu thắng màu xong rồi. Cho thịt vô. Cái nồi đất này nó nóng lắm là quen. Giữ nhiệt cao lắm. Giữ nhiệt lắm. Nó bụng quá rồi đó quen. Cho nó săn lên. Thơm quá. Mình xíu là có ăn ngay. Thằng thơm, thằng có bụng.
làm bếp trưởng cung tay. Rồi giờ anh cho nước mắm vô luôn. Nhìn nhím gì hết luôn. Mình ăn cay nên mình cho tí tương ớt. Nó có màu mè đồ. Tương ớt để vô kho thơm lắm. Dạ. Này đường, kho rồi để đường nhiều thì nó sạch. Bột ngọt dần rồi. Ăn món này cực quá Quang ơi. Dạ. Làm cơm cháy đồ cực quá ha. Dạ. Quan trọng với cái hồ cơm cháy á. À. Còn mấy món này làm nhanh lắm. Ngon hay không là cơm cháy à. Cái này mình có thêm mớ tiêu xanh này, lát mình để luôn vô nha cả nhà. Gần chín mình để vô. Tóc mỡ cũng vậy, tóc mỡ gần chín mình để vô. Cái này một phải có tôm khô nó ngon biết nhiêu nữa hả Quang. Dạ. Thôi kệ, chém chăm chế đỡ đi nè. Ừ. Thịt kho nãy cũng gần chín rồi. Mình cho tóc mỡ vô cho thấm. Quá xá là đã rồi. Nó thấm vô tóc mỡ cái nữa là bao ngon luôn hả mọi người. Dạ. Cho tiêu vô luôn. Cái nồi đất này hồi mình ăn mình nhát xuống là cũng còn sôi nữa. Dạ. Quá sạch luôn à. Ừ, vậy chấm vừa ngon ha. Dạ. Ông Quang có kinh nghiệm kho khô quẹt quá ha. Nãy giờ nhóm cũng làm cơm cháy khô quẹt xong rồi. Mời cả nhà dùng cơm cháy khô quẹt với nhóm nha. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi còn giòn. Em ăn cái nào, cái này hay cái kia? Cái này đi. Cái này gần mình dễ ăn nè cưng ơi. Thì mỗi người một bên rồi. Ừ. Bên dẻo bên mỏng à. Thấy cái dĩa rau này giờ chịu không nổi đó chứ. Chị thử chút miếng này. Có bụng này ăn với mỡ hành phi hả? Mỡ hành. Dạ. Tép mỡ. Đây là thịt kho hả? Dạ, thịt kho với tép mỡ kho. Rau luôn. Đồ que. Nào giờ mới ăn cái này lần đầu tiên. Chứ cơm cháy nấu mà ăn bình thường rồi đã quá. Giòn dữ hả? Béo ngon. Có nước cốt ở dưới không? Ngon quá à. Chú Sáu là chịu rồi đó, chú Sáu là thấy ok hả chú Sáu? Ok. Này nhìn thấy cái giống cái bánh xèo. Đó. Coi chú Bảy này, chú Bảy khoái món này à. Ừ. Ừ. Phải khoái đó. Ngon. Phải khoái tôm cháy. Ngon ngon. Dạ. Hên là những người khoái mà không có ở đây phải có này phải mệt đổi à. Có này là đối thủ với em nữa rồi. Quang cũng khoái nè. Em là đạo tôm cháy đó. Ngon. Tôm cháy có nước cốt dừa nãy thôi mà béo. Ngon. Dạ. Ngon. Bởi vậy mình làm gì mà xiên là ngon hả? Ừ. Làm biến là không có ngon. Công khu á. Dạ. Món này làm thấy đơn giản vậy chứ cực. Có lúc mà mình làm cơm cháy quá cực hả chú? Ừ, cực quá. Dạ. Này đậu bắp nè. Tính ra mình làm cơm cháy ăn chiều chứ giờ cũng chạng vạng rồi đó. Con chậu cũng muốn sập tối luôn rồi nè. Ai cũng đói bụng gã gọi cho không? Đúng rồi, đáng công thức bó ra thiệt á. Sao thử thấy sao thử? Ngon rồi. Ngon rồi. Chỗ này chắc mai mốt làm nữa quá. Bá chết rồi chết. Này lâu lâu làm lần nổi chứ làm quá, chết luôn á. Bầu vậy chứ mới hái xuống với mướp mới hái xuống là ăn chắc ngọt không? Ngon. Ngon lắm. Ngọt. Nha mà nó giòn giòn anh. Có cái hơi làm hành hơi bới miệng. Cái này mà phải có ly chế ớt hay gì kìa nha. Em để vô luôn mà. Trời ơi mạnh dạn dữ ha. Ăn thử coi sao cảm giác. Lắp che bớt đi. Nó ngọt quá. Chắc không sao rồi anh ơi. Ớt này đâu cay.
con này con khoái rồi đó. Tại vì biết không, có nước cốt dừa béo béo là con khoái rồi. Ừ. Thấm vô cơm. Dạ. Thơm nữa, thơm miếng cơm nữa hết chú sao. Ừ. Mà Quang nó kho hạch. Quang ngay món tủ của Quang gì rồi. Nãy giờ nãy Quang ăn là ngon nhất trong ba nhóm luôn rồi chứ. Nước cốt dừa nãy mình thấm vô mình phải nói cho rõ là cái nước, một nước đậm đặc thôi. Nước nhất nhất. À. Dạ. Chứ không phải dắt như nấu chè được. Mình càng đậm đặc thì càng tốt. Bỏ miệng thiệt. Cái ớt này không cay đúng vậy. Ngon kìa. Đồ que này ngọt lắm nè. Ăn cái bông của mấy đứa mình trồng hôm bữa, bông lúa. Tính tới nay chừng 3 tháng vậy. Dạ. Người gà giờ có ít trà ra. Ừ, bữa nó bự cây nữa kìa. Nó mới nhiều. Vậy không là ngon vậy mà có tôm khô không biết sao ngon sao. Rồi. Có tôm khô nó thơm lắm á, thơm ngon nữa. Đúng rồi, cái này thiếu tôm khô, nếu mà có tôm khô nó thôi khỏi khỏi chê luôn. Gà anh nhà theo thèm quá, theo răng quá. Tốt. Nó làm cho cầm đổ mà cung cung quá. Cho bụng quá. Ăn khâu khâu quẹt này nữa chứ cơm cháy, nhưng mà phải quan trọng là phải có rau nữa ăn mới ngon. Đúng rồi. Ừ. Phải ăn bầu này. Ngọt. Này bắp non. Để lấy cái này cho ăn mà không bị mỏi miệng. Lòn ngọt quá. Có chú Sáu là chú Bảy là ổng khen rồi. Ừ. Công nhận cái chảo kho của Quang mới chưa dị chân muốn hết nồi chảo luôn rồi. Không mà bữa nay anh Quang kho thịt ngon thiệt. Quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn hả? Nhà là tại mấy em đó bụng á. Đúng là bầu bếp trưởng đó. Bởi chị đâu có dầm chức đâu. Đây có bếp trưởng rồi phải không? Bằng này không phải bằng mua đâu. Nữa. Bằng này bằng thiệt. Cứ nói vậy anh hoài. Không phải mới mua hôm qua đâu. Ủa, đầu bếp cũng mua được nữa hả? Mua bằng nữa hả? Được, được. Bằng lái còn mua được. Em nói vậy cho anh đừng nói, anh mới mua chết luôn anh Hoàng. Chú Sáu bữa nào mình đi bắt hến đi, nhớ mình đi bắt hến đi chú Sáu à. Được, có. Mà hèm bánh canh hến quá. Bánh canh hến là xuất sắc luôn á. Con có thèm nhưng mà con biết bắt không? Dạ biết, con thích bắt á. Bắt có cái gỗ bắt có không á? Đấy. Không biết luôn nè. Có chứ, lúc gà hến nhiều lắm á. Nước giật rồi. Nước giật rồi, hến như xong có rồi. Dạ. Mập lắm. Không, như là mình đi bắt hến là ở nhà mình phải 5 ngâm gạo trước. Mình khoai bột. Ủa thường thường người ta nói là đi bắt hến, đi bắt này bắt kia đừng nói trước rồi, sợ không đúng có mà bắt hến chặn quá. Ủa bộ mình tính nấu bánh canh thôi mà phải ngâm gạo. Dạ. Bánh canh phải không? Dạ, dạ. Thường thèm bánh canh kìa. Canh hến bánh canh hến bột sắc. Em muốn nè con thích ăn có nước cốt dừa không? Dạ. Bánh canh dạ, hến có nước cốt dừa nữa. Tùy béo ngán hả? Dạ. Không phải ăn thường với nấm gươm. Đúng rồi. Má hành nhiều. Nấu bình thường nữa ha. Chị Quyên nấu mới được nha. Đúng rồi. Bữa nay không cho bếp trưởng nấu nữa là về sang coi cho chị rồi. Chị Quyên nấu nó mới ngon. Chết vậy đó ha. Chết rồi chú xe bột nữa rồi. Sao phải lạnh xe bột rồi đó. Bữa nay xe tiếp chú rồi cho thầy. Bữa đó mà bắt hết không có rồi ăn bánh canh ngọt. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phát biểu này cao bột có lý. Vậy là mình cho nước cốt dừa vô được. Đúng rồi. Anh nói hay quá cho anh miếng bầu. Cho anh có bầu luôn hả? Chưa bắt hết mà nó bánh ngọt rồi. Thường tao nói đi bắt ớt đó chú Sơn. Đi bắt ớt bắt canh hả? Ngày xưa á, tính chiều thấy trời mưa rồi. Dạ. Cái kêu nó thôi bây giờ bỏ đứa ở nhà nào, bắt nồi cháo lên đi. Dạ. Vì ăn cháo trắng chắc cứu, đi sao không có rồi. Dạ, con, dạ. Con nghe nhiều người nói như vậy lắm á chú Sơn. Nói trước không có, không có con gì luôn. Dạ. Chết rồi nãy em nói vậy là sao vậy? Không sao đâu hết, chứ không sao đâu. Thấy hên quen chó lại ọt nó. Tao chơi hết nó trốn không được đâu, nhiều lắm. Cả lần cũng ngồi chèm. Không, tại vì hết nó nằm chỗ à. Nó không nhảy được. Dạ. Cái mùa này là nó có nhiều đúng không? Hả? Chắc mọc rồi ha. Tháng 10 hết phải không? Dạ. Hết tháng 10 nước dừa có nhiều xong. Ví dụ hổm tụi con đi bắt cá bên sông á. Thấy mấy cô đó mà hến bán
100 kg một ngày luôn á, không phải ham ha, mà cực quá à. Mà mình đảm, đảm lạnh. Ở dưới sông mình chầm ở dưới sông á, nó lạnh lắm chứ mà đâu phải giỡn đâu. Cái bãi sông Mỹ Thuận nó trời mấy con nó hay dẹm dữ trời. Dạ. Sông đó sông Tiền mà sông lớn. Dẹm đủ loại luôn nha. Dạ đúng rồi, dẹm dữ hết, đứng nó làm con đứng hết. Cũng được, nó nhiều hết thôi. Nó nhiều con hết nữa. Dạ. Nãy giờ nhóm mình cũng dùng cơm xong rồi. Giờ xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp. Rồi, xin chào cả nhà.